Clip của ngày hôm nay em Tuấn sẽ test cho bác đôi loa JBL. Đôi này được thiết kế với 3 loa nhé, một bass, một chung và một tép. Con JBL đây, em đọc model cho bác nó dễ. Hàng made in USA luôn ạ. Ở đây là con JBL model là 8330 trở kháng 8 ohm nhá, made in USA. Đôi loa này vỏ bằng composite, giá 4 triệu 8 một đôi. Dòng này các bác có thể vừa nghe nhạc và hát karaoke rất là hay luôn gia đình. Nào đứng đứng ra để vô test cho các bác nào, đứng ra. Đấy, sau đây mà sẽ test nhạc luôn cho các bác. Bác đeo tai nghe vào cho em. Bởi vì là em đang test ngoài trời này, ngoài sân vườn đấy, chứ em không test nhau trong nhà đâu. Đa số kênh của em là em toàn test ngoài trời. Và em lại dùng con iPad này bác nhá. Con iPad mức giá là 1 triệu 950k này. Con iPad này thì em đã giới thiệu bản cho bác rồi đấy. Riêng dòng iPad này thì nhạc rất là hay. iPad thương hiệu quả táo cắn dở đây. Con này 1 triệu 950k, các bác nghe nhạc và lướt qua các thứ thì rất là ok. Bây giờ em nghe trên nó luôn. Nào đứng ra bác. Đây đi. Ngoài đây. Đôi loa 4 triệu 8 ạ. Còn con iPad này 1 triệu 950 nghìn. Chào các bác.